Ở độ tuổi 75, Ezendin Bahader vẫn có thể thi đấu và ghi bàn. Ở giải hạng 3 Ai Cập vừa qua, ông đã giúp October Thorbesic cầm hòa Genius với tỷ số 1-1. Ông Ezendin Bahader cũng được công nhận là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất trên thế giới. Ông vừa thi đấu chính thức và chơi trọn 90 phút trong trận October 6 gặp Gadius ngày 7 tháng 3 ở giải hạng bại Ai Cập. Tuy bị chấn thương, nhưng ông Ezendin Bahader vẫn cố gắng thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận đấu này và ghi bàn thắng từ chấm 11 mét chiến thắng này giúp Ezendin Bahader đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới cho biết, tôi đã trở thành cầu thủ dài nhất ghi bàn ở một trận đấu chính thức. Tuy bị chấn thương, nhưng tôi đã đạt được những thành tích này ở những phút cuối cùng. Tôi hy vọng sẽ được đá trong những trận kế tiếp. Dù đã 75 tuổi, nhưng ông Ezendin Bahader trông vẫn rất khỏe mạnh. Ông vẫn muốn tiếp tục thi đấu vì niềm đam mê. Ông nói, tại sao có nhiều cầu thủ bỏ cuộc ở tuổi 35? Tôi nghĩ họ có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa nếu tập luyện tốt và đủ tham vọng để hướng đến những mục tiêu lớn tôi không cảm thấy mệt mỏi sau các buổi tập tôi sẽ tiếp tục chiến đấu